hỡi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đế quốc Mỹ dã man gây ra chiến tranh xâm lược, hòng ăn cướp nước ta, nhưng chúng đã thua to. Chúng ồ ạt mang gần 30 vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta. Chúng nuôi dưỡng ngụy quyền ngụy quân làm công cụ hại dân phản nước. Chúng dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ như chất độc hóa học, bom napalm, vân vân. Chúng dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Bằng những tội ác ấy, chúng hòng khuất phục đồng bào miền Nam ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên quyết và khôn khéo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, quân và dân miền Nam ta đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, đã thắng lợi rất vẻ vang và quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà. Giặc Mỹ trắng trợn dùng không quân bắn phá miền Bắc nước ta, hòng gỡ thế thất bại của chúng ở miền Nam và hòng ép chúng ta đàm phán theo ý muốn của chúng. Nhưng miền Bắc không hề nao núng. Quân và dân ta càng hăng hái thi đua sản xuất, chiến đấu anh dũng. Đến nay chúng ta đã bắn tan xác hơn 1.200 máy bay của địch. Chúng ta quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, đồng thời hết sức, hết lòng ủng hộ đồng bào miền Nam ruột thịt. Gần đây, giặc Mỹ điên cuồng leo thang thêm một bước rất nghiêm trọng. Chúng bắn phá ngoài ô Hà Nội và Hải Phòng. Đó là hành động tuyệt vọng của chúng. Khác nào con thú dữ bị thương nặng, giày dụa một cách hung tợn trước hơi thở cuối cùng. Johnson và Bè Lũ phải biết rằng chúng có thể đưa 50 vạn, 1 triệu hoặc nhiều hơn nữa quân đội của chúng để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay tăng cường đánh phá miền Bắc, nhưng chúng quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng càng hung hăng thì tội của chúng càng thêm nặng. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Mọi người đều biết, mỗi lần sắp đẩy mạnh chiến tranh tội ác, thì giặc Mỹ lại rêu rao cái trò bịp bợm hòa bình đàm phán, hòng đánh lừa dư luận thế giới và đổ lỗi cho Việt Nam không muốn đàm phán hòa bình. Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này: ai đã phá hoại hiệp nghị Geneva, là hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức. Lập trường của Việt Nam đã rõ ràng, đó là 4 điểm của chính phủ
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và 5 điều của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngoài ra không có cách gì khác. Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình thật sự, hòa bình trong độc lập tự do, chứ không phải thứ hòa bình giả hiệu, hòa bình kiểu Mỹ. Vì độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Trước đây, trong hoàn cảnh khó khăn hơn, mà chúng ta đã thắng phát xít Nhật và thực dân Pháp. Ngày nay, điều kiện trong nước và trên thế giới thuận lợi cho ta hơn nhiều. Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta càng chắc chắn sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đồng bào và chiến sĩ yêu mến, chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh đoàn kết của toàn dân từ Bắc đến Nam, có truyền thống đấu tranh bất khuất, lại có sự đồng tình ủng hộ rộng lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ cả thế giới, chúng ta nhất định thắng. Trước tình hình mới, chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hy sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam nhiệt liệt cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Hiện nay, trước âm mưu tội ác mới của đế quốc Mỹ, tôi tin chắc rằng nhân dân và chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa trên thế giới, càng ra sức ủng hộ và giúp đỡ hơn nữa nhân dân Việt Nam chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng, giặc Mỹ xâm lược nhất định thua. Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm. Đồng bào và chiến sĩ cả nước, anh dũng tiến lên!